Máy máy nó chạy ống kính giòi nên nó bắt khỏe lắm các bạn ạ. Dùng cực thích luôn. Đây, cho bạn xem này. Zoom này. Ôi, rất ghê luôn. Nhìn nhiều chi tiết còn rõ hơn cả mình nhìn. Đấy, bạn thể zoom bằng tay. Ở đây nó sử dụng màn hình điện cảm ứng điện rung rồi. Đời mới là không phải điện trở nữa. Zoom rất là dễ. Menu. Thao tác thì chủ yếu là trên màn hình cảm ứng thôi. Chứ còn trên tay cầm thì không có gì cả. Bấm tắt ở đây. Clear setting ở đây. Con này nó có một tính năng mạnh nữa mà khi mình dùng mình cũng có thấy nó rất hay, là điểm chính là nó có cái nút này này. Rồi, hello, chào bạn. Chào các bạn quay trở về kênh sao rẻ thế.com. Đây, hôm trước thì trong chủ đề về chiếc máy Canon M10 mình có cho các bạn xem về nội thất bên không phải nội thất mà gọi là những phụ kiện đi kèm khi mua máy đấy. Thì hôm nay thì sau quãng thời gian mình có trải nghiệm với cái máy rồi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về cách dùng cái máy này và những cái trải nghiệm mình dùng cái con M10 này để các bạn có thể là đưa ra một cái phương án lựa chọn là có thể thích con này hay là đầu tư con mạnh cao cấp hơn. Đấy nha, máy thì đã nhặt sẵn trong này rồi, một máy này đang đi dùng luôn, một dây này cộng một sạc đi kèm. Ok, những cái này thì sẽ để sau đây thôi, khoảng đấy hết đây. Đây máy mua máy thì được tặng túi rất là to và nặng, thứ này thì yên tâm là máy rơi không bị làm sao. Đây, đây là cái gì ta, cái nắp bóng ống kính nhá, đóng như thế này. Đấy, máy đi kèm sẽ như có như thế này. Đây, cho bạn xem kỹ hơn. Máy này thì mình đã ra hàng chống xước và đã dán lại cái chống xước ở đây. Có mấy vết xước đây. Màn hình của nó là màn hình cảm ứng, mình đã dán lại chống xước ở đây. Dán chống xước ở ngoài cửa hàng họ sẽ đắp cái tấm dán lên và dán cho các bạn. Thì sẽ như thế này, đây. Máy hoàn thiện. Cộng máy đi kèm. Máy thì sẽ có cái gì cho bạn xem này, nó có một cổng HDMI ở đây. Cái cổng này thì mình dùng rồi và thấy là có tác dụng chuyển được hình ảnh ra qua cổng HDMI. Chuyển sang cái bộ gì ta, chuyển sang TV. Còn ở đây là cái chân cắm để truyền máy tính. Nhưng mà nó không có chức năng sạc. Con này nó hơi bựa một cái nó không không sạc được. Không sạc thì nha, nhiều khi mà muốn kết nối máy tính mà để kiểu như liver thì chắc không ăn thua. Không 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 chịu nhận được. Cộng một thẻ đây nhá. Có một thẻ này. Thẻ scan. Thẻ này nếu bạn muốn chất lượng cao thì mua lại Class 10. Đây Class 4 thôi. Class 10 mua thì chạy nó tốc độ truy xuất nó cao hơn. Đây, tem pin ở đây. Mở đây. 7,2V 875 mi. Đấy. Máy có như vậy thôi. Tổng quan thì cầm con này có một cái điểm mình cầm mình dùng qua mình phải công nhận là cái máy này rất là nhỏ. Bởi vì cái tay cầm chỗ này cầm cảm giác rất là vướng. Bình thường là nó phải thòi thòi ra một chỗ như này, một là nhét pin, hai là tạo cái điểm tay cầm nó chắc tay hơn. Con này kiểu máy mini compact ấy, rất là nhỏ luôn. Dây đeo nên thường là con này mà mình chụp là mình hay đeo dây vào cổ để tránh tình trạng rơi. Rơi thì cũng chả rơi đâu nhưng mà cầm cảm giác thế nó yên tâm hơn với những con máy này. Cảm giác rất là nhỏ. Đây ống kính mở đây. Canon ống của nó là ống 15 bao nhiêu nhỉ? Ống 15 445 mm đi kèm. Đây là dòng mini. Các bạn muốn nâng cấp cái ống kính lên thì các bạn sẽ phải mua cái bộ chuyển lắp vào đây. Nhưng mà thường thì chắc chả ai lâm đâu vì con này nó thuộc dòng máy dân dã rồi, bình 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 dân. Bấm nút bật máy đây. Nó sẽ báo set the lens sorting position, tức là bạn mở cái này đi. Gạt nãy mở này. Bạn gạt đây này, cái điểm này nó vào đây này. Bạn nhìn này. Tích, đấy bắt đầu máy sẽ chạy, mở ống camera đây. Cam đây. Con này dùng thì những bạn mà dùng ít hoặc là vừa phải thì rất là thích cái con này, như mình dùng mình thấy chụp rất là dễ, nó chả có tính năng nhiều cả. Gạt xuống cái lớp auto này, lớp tự động này, bóp cò là chạy thôi. Xong, thế là đã có ảnh, lưu bấm đây. Xem lại đây. Con này nó vì dòng máy 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 nó chạy ống kính giòi nên nó bắt khỏe lắm bạn. Dùng cực thích luôn, đây. Cho bạn xem này. Zoom này. Ôi, rất ghê luôn. Nhìn nhiều chi tiết còn rõ hơn cả mình nhìn. Đấy, bạn thể zoom bằng tay. Ở đây nó sử dụng màn hình điện cảm ứng điện rung rồi. Đời mới là không phải điện trở nữa.
zoom rất là dễ. Menu thao tác thì chủ yếu là trên màn hình cảm ứng thôi, chứ còn trên tay cầm thì không có gì cả. Bấm tắt ở đây, kia setting ở đây. Con này nó có một tính năng mạnh nữa mà khi mình dùng mình cũng có thấy nó rất hay, là điểm chính là nó có cái nút này này. Các bạn bấm đây nhá, bấm đây các bạn xem này, rất thích luôn, rất xinh. Bắt đầu nó sẽ dò mạng các bạn này, bấm này. Đấy, chờ một chút. Còn ok này, next này, manual. Đấy, các bạn có thể bấm trên màn hình hoặc là bấm bằng tay, nó gần như một cái điện thoại nhưng mà cái màn nó hơi bé. Ông này mà sau ông nâng cấp lên mà cho cái màn nó full đến đây thì hơi bị ngon luôn. Màn này vẫn hơi nhỏ, bây giờ thì nhỏ nhưng trước kia thì là cao cấp. Sạc ở đây, nhưng con này nó đang có một điểm yếu mà mình dùng mình công nhận là chính là cái vấn đề về sạc cái máy này. Bởi vì cái máy này nó sạc thì nó đếch cắm được ở đây, không cắm được chỗ này này, bất lợi chỗ này chính là không cắm sạc được. Thế là như mình dùng thì mình không ưng cái chỗ chính là cái chỗ cắm sạc này, bởi vì không sạc được thành ra là khi mà có khi đang liver mất độ một tiếng thì nó hết pin thì đếch làm gì được, phải tháo ra. Đấy, rất là khoai. Thứ hai là cái cổng HDMI của con này này, như mình dùng mình cảm nhận là cắm HDMI nhưng mà nó sang hình, nhưng mà chỉ được tầm một phút là nó lại cắt hình ảnh từ có tắt rồi đấy, biết bị làm sao. Cái chức năng thì nó hơi bựa một tí. Tiếp theo một cái nữa chính là cái này, flat. Đấy, flat nhìn rất là ngon đúng không, flat tóc bật lên chỉnh đánh sáng các kiểu. Nhưng flat này nó không điểm yếu là bắt được, nhưng mà mình muốn lắp thêm cái flat trên này đấy lắp được. Đấy, cái dòng này nhỏ gọn quá, M10. Và thứ tư nữa là dành cho những bạn nào mà thích quay phim ấy, thì con này nó đếch có cái cổng mic, không cổng mic. Đấy, những cái chủ quan mà mình làm ở bên kỹ thuật là mình hay đánh giá, chứ còn mình không đánh giá nhiều về ảnh nhá. Thì thật ra mình chụp hay chụp bằng điện thoại mới cả quay phim bằng điện thoại. Nó y như các bạn mà dùng nhỉ, thì các bạn như mình đang quay bằng con điện thoại Note. Thành ra là mình cũng không để ý nhiều về vấn đề là ảnh nó ra như nào cả. Thì chắc chắn là cái máy ảnh chụp chắc chắn sẽ hơn điện thoại, đấy là cái điều đương nhiên. Chất lượng ảnh, kể cả chất lượng ảnh và cái chỉnh nét hay là cái độ tăng giảm phông đều sẽ hơn. Đấy, và cái điều không có mic. Đấy, cái máy này sau phần chụp ảnh thì lúc anh mình đã nói về vấn đề là cái máy này có cái phần kết nối mạng. Đây là một điểm rất là mạnh của chiếc này, thì mình dùng như mình về kỹ thuật thì mình cũng khá là khoái tính năng này. Đấy, chụp ảnh thì không nói nhiều đây nhé, chả như mình chụp cái ảnh các bạn xem nhé. Các bạn nhìn này, con này mình đang chỉ chế độ tự động, nét căng đét luôn. Đây, mà xem này, không biết là do cái máy ảnh này nó nhìn nó đẹp hay là do cái máy này thấy nó hơi vô lý một chút. Đây nha, nhìn rất là đẹp đúng không? Xong chụp nha, bây giờ bấm nút này. Quên lộn. Đây, cancel. Đấy, bấm đây nha. Ở đây nó sẽ có phần cài đặt ảnh này. Đây, những bạn mà thích nghịch thì sẽ vào đây, upload này, bấm đây này, nó có phần thư viện này, chuyển vào cái transfer cái gì đây này, connect chuyển sang điện thoại được. Tức là nó có phần cho các bạn bấm chụp ảnh bằng điện thoại, cực kỳ tiện luôn. Upload lên web hoặc là Canon email. Đợt này trước kia thì thấy có tính năng là bắt lên Facebook, nhưng mà đợt này thấy nó dùng cái tính năng gì cả. Đợt mình mua con này mình thấy nó có tính năng là đẩy lên Facebook, nhưng mà đợt này không thấy cái tính năng ấy. Nếu mà đẩy lên được thì sẽ hay hơn. Đây có cái cổng gateway này, các bạn chờ tí nhá. IC point này. Và nó chọn wifi. Tức là chiếc này sẽ cho các bạn chọn được wifi rất là mạnh. Đây, chờ một chút cho nó kết nối nhá. Hai phết. Đây nhá, send. Select hoặc send này. Đây, cho phép chọn ảnh này. Mình chọn một bước này, hai bước này. Ba bước này. Đây mình sẽ chọn này nhá. Rồi, ok. Ok, send. Thế bắt đầu sẽ gửi ảnh lên cái thư viện ảnh ở trên internet. Thư viện này thì là dành cho những ông nào dùng Canon, máy của Canon, gateway. Cái kho lưu trữ của họ thì không biết có nhiều không, nhưng mà mình up lên không rồi mình up lên rất là nhiều, mình thấy nó không báo dung lượng gì cả, tức là gần như là cho up thoải mái. Thì các bạn dùng thì có thể up lên trên này, lúc nào có mạng phát up lên, tuyệt vời luôn. Đấy, rất ngon. Chụp thì tính năng chụp thì cơ bản như vậy thôi. Chụp ở đây thì nó có đây nhá. Như mình là không chuyên ấy, thì mình hay ít không có biết chỉnh nhiều, thì mình cứ bấm cái nút này gạt sang A cộng phang luôn, thế là chạy chỉnh zoom xa gần ở đây như thế này. Đây, zoom xa zoom gần, tự động máy sẽ lấy nét cho các bạn. Đó, như thế này.
thế thôi, rất đơn giản và dễ, các bạn để tự làm đây. Rất thích cái tính năng này của nó. Hoặc là những bạn nào chuyên nghiệp hơn thì gạt sang này, gạt sang nước này. Ở đây thì nó có nhiều chế độ lắm, bấm sang đây cho các bạn chế độ đây, HDR này, sơn dầu đây, manual effect. Các bạn nào mà chuyên chụp ảnh thì sẽ chuyển sang cái chế độ này manual, sau đó chuyển toàn bộ đây, khẩu bao nhiêu đây, có chọn luôn này. Đây, khẩu F bao nhiêu đây, tầm ngắm bao nhiêu, ISO bao nhiêu, để hết trên này đây. Chọn được giải ISO, thế tùy các bạn thích chọn bao nhiêu chọn. 12.800 mắc luôn, chạy thì có siêu sáng. Những cái này thì ông nào chuyên thì ông sẽ làm tốt hơn. Mình không chuyên cái đồ này. Đây này. Chọn khẩu và chọn độ, ở trên này sẽ có hết luôn. Còn flash thì bật ở đây. Con này flash nó để chỗ này thì nó bị vướng cái tay cầm, thành ra nhiều lúc đếch bây giờ bật cái flash lên được. Nó hơi vướng cái tay cầm này, gạt sang mới mở được. Mà cái kiểu flash mà gật gật này thì mình không biết là được mấy hôm thì nó hỏng rồi. Các bạn ạ, à, flash bật cái kiểu dây mà quay quay mà vật rất là ghê như này. Nhìn cái dây của nó mình không biết nó trụ hạng được bao nhiêu hôm thì đứt cái dây này. Đấy, nhìn thì có vẻ ghê nhưng mà không biết nó bền không. Nút niếc, còn nếu mà quay phim thì gạt sang nước này. Đấy, chỉnh quay phim, Movio. Con này chống rung tốt phết. Con này mà dùng để làm vlog cũng được. Hoặc những ông nào kiểu như mình mà đã tới, mình đang định tính con này để làm quay phim cho các bạn để tiến hành quay video, đấy, quay đồ đạc như này chẳng hạn, thì mình gạt lớp quay phim này, cái nút này, bấm nút quay này và nó quay. Nhưng mà có một điểm hơi bựa là cái mic của nó đang nằm ở trên này. Đây nhá, đây. Zoom cực kỳ nét luôn này. ISO đang để cao quá. Cho nó về thấp này. Về không. Cao quá nó bắt sáng tốt nhưng mà nó bên hay bị mờ lắm. Đây servo AF này, tự động nó lấy nét tự động luôn này. Đây này, nó đang dò nét này. Đấy, chữ Canon rồi. Thích nét đâu lấy nét đấy. Zoom xa gần. Mic thì nó nằm ở trên máy thành ra này, nó mà đứng xa thì nó hơi bất lợi. Còn đứng gần thì được. Con này nó điểm yếu chỗ ấy. Mà thật ra là cái tầng trong cái phân khúc giá này thì con này gần như là tuyệt đối là chả con nào hơn được. Đỉnh cao con này rồi. Còn nếu mà thêm một chút nữa thì mua cái mẫu khác mẫu này một chút thì nó có cả cái lắp flap đây và có cả mic giờ, nhưng mà giá nó hơi chát nên những bạn mà mới chơi. Đấy. Xong, đóng nắp. Pushy rồi. Đóng nắp lại. Có thêm cái máy này nữa là cái máy này thì nó có một điểm là cái máy này thì là hàng của Nhật sản xuất, Japan nhé. Đấy, cái điểm này các bạn chú ý này, máy của Nhật này. Pin thì họ sẽ làm ở bên China, tức là những cái phần tinh lũy túy nhất của cái máy này thì đều sẽ là bên Nhật họ tự sản xuất, tức là những cái phần quan trọng nhất ấy. Pin của Trung Quốc này, sạc của anh tàu luôn này, công nghệ của Nhật và theo tiêu chuẩn của Nhật nhưng mà nó lại sản xuất ở tàu Đông Quan Shinji Electric này và theo tiêu chuẩn của anh Nhật này, nó báo luôn. Dây cũng thế, dây và các phụ kiện đi kèm chỉ có cái máy này và cái ống kính này. Ống kính này nó hôm trước mình nhớ nó ghi chỗ nào ấy. Cũng là hàng của Nhật, tức là cái phần quan trọng nhất là cái ống kính và cái máy là đều là hàng của Nhật, chất lượng cao luôn. Đó. Chất liệu khủng khiếp luôn. Còn hàng của anh tàu chỉ làm những cái lẹt vặt vặt thôi. Hàng khủng luôn. Rất ghê, cầm thích không? Con này cầm thì nên đeo vào tay, nên đeo vào cổ. Còn nếu mà không cầm thì khả năng rơi rất là cao. Một thứ hai là cái dòng này ống kính nó thò ra thế này, thành ra dùng rất là phải giữ. Nhưng mình dùng mình toàn phải đóng nắp thôi. Ít dám mở nắp á, bỏ nắp ra nó hay bị xước cái mặt này. Đây này, có mấy vết xước này, bắt đầu xước này. Bụi nó bám vào. Nhưng phải lau ống kính mới hết được. Đây, bụi này. Rất là phải lau. Còn cái sensor ở trong này thì ít khi tháo vào lắm. Đây, mở nhà vặn ra này. Này. Đây là vặn ra được, còn đóng vào. Đấy. Và mình cũng nói thêm con máy này nó có một điểm hơi bựa mà mình dùng mình phải công nhận là nó cũng hơi bựa một chút. Tức là cái máy này nó có một điểm yếu là cứ mỗi lần rút pin ra là nó lại bắt cài lại giờ một lần. Mà trong khi đó thì pin thì lại không sạc được qua cái lỗ này. Mà lại phải rút pin ra sạc, thành ra rất là quái đản con này. Đây là điểm mà dùng mình không khoái lắm vì pin nó không lưu. Không lưu như các bạn biết mà với cái dòng mà thay pin này thì thường xuyên phải rút pin ra để sạc. Đấy, chứ không thể để pin trong máy và tiến hành mở cái lắp này ra cắm vào đây sạc luôn. Thì người ta mới lưu pin ở trong này. Thì lúc mà rút ra một cái nó lại bắt phải cài giờ, mà nhiều lúc đang trong lúc
các bạn mà đi chụp thì các bạn thường biết là lúc ấy đang cần chụp gấp thì nó mới hết pin, chứ còn đấy ai mà đang để không phải rút pin ra làm gì cả. Đang cần chụp thì rút ra nó hết pin để bắt cài lại giờ thì rất là phiền, mất thời gian. Rồi vậy là toàn bộ cái trình bày mình chia sẻ một chút về chiếc máy Canon M10 như vậy chứ. Mình thì chia sẻ một chút thì nó sẽ thiên về cái yếu tố kỹ thuật hơn chứ nó không thiên về ảnh chụp chẹo thế nào cả. Bởi vì thường như mình làm thì mình hay quay phim hơn. Mình toàn dùng quay phim thôi. Nên ra ảnh chụp mình không quan tâm lắm. Bởi một thế hai là cái máy này là máy chụp ảnh, chắc chắn cái khả năng chụp ảnh nó sẽ tốt hơn cái dòng máy điện thoại nhiều, kể cả con iPhone bây giờ cũng không thể địch thủ được. Mấy con Note 8 hay Note 9 cũng không để lại những cái dòng này được. Bao giờ cũng như vậy thôi, bởi vì cái, như các bạn nhìn cái ống kính nó rất là to tổ hố ấy. Úi xồi, nhìn ghê luôn. Và sẽ thấy nó sẽ có sự khác biệt ngay. Bao giờ cũng như vậy. Đây là nói thêm nữa, cái vlog nữa. Màn hình gương lật. Làm vlog rất là thích luôn. Quay nhảy, chém gió thoải mái luôn. Đấy, nhìn rất là thích. Ok, đấy, toàn bộ quá trình mình chia sẻ như vậy thôi. Rồi, chúc các bạn tìm được cái máy ảnh ưng ý nhé. Một số cái điểm mà mình dùng qua rồi mình thấy nó không ưng hay là cái điểm mình thích thì mình sẽ nói luôn trong bài này, mình có như vậy thôi. Rồi, bye bye.